Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi nhá. Wow. Các bạn ơi, xe container siêu to khổng lồ chở xe cứu hỏa này. Wow, rất nhiều xe đồ chơi rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ấy, các bạn nhìn không? Xe container bự luôn chở xe cứu hỏa này. Wow, xe container 95 chở xe cứu hỏa. Wow, đây là xe cứu hỏa này các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe cứu hỏa thang nhỏ này. Xe cứu hỏa 3 chiếc, xe cứu hỏa nhỏ 4 chiếc này. Wow, xe container chở được rất nhiều luôn. Xe container bự khổng lồ luôn. Vun 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 vun. Pip 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 pip. Nào tránh đường xe container đi nào. Pip 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 pip. Wow, xe container này đẹp lắm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn không? Vun 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 vun. Đây bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp thôi nào các bạn ơi. Đây xe container rất là đẹp đấy. Chợ xe cứu hỏa này các bạn ơi, xe cứu hỏa thang này. Bip 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 bip. Đấy, xe cứu hỏa thang này rất là xịn luôn đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, xe cứu hỏa thang này cầu thang đi lên này các bạn ơi. Xe cứu hỏa thang này có rất nhiều loại nhạc luôn. Ui. Các bạn ơi, xe cứu hỏa thang này xoay được 360 độ luôn đấy các bạn ơi. Rồi mình sẽ tắt chiếc xe cứu hỏa đi nhá. Một chiếc xe cứu hỏa bự khổng lồ. Đấy, một chiếc xe container siêu to khổng lồ. Vun vun vun. Mình sẽ cho vào thùng nha các bạn nha. Đây chúng ta sẽ. Đây là một chiếc xe cứu hỏa lưng này nhỏ này các bạn ơi. Ơi nhiều xe đồ chơi quá các bạn ạ. Đây là xe cứu hỏa 119 đấy các bạn ơi. Vun 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 vun. Đây mình cho vào rổ nào. Đây là các bạn ơi, xe cứu hỏa thang này. Wow, xe tải chở xe đầu kéo container các bạn ơi. Xe đầu kéo container biến hình thành siêu nhân. Wow. Wow, một chiếc xe đầu kéo biến hình. Ui, xe cứu hỏa đầu kéo biến hình này các bạn ơi. Một chiếc xe cứu hỏa đầu kéo biến hình. Wow. Các bạn ơi, xe cứu hỏa đầu kéo container nhá. Wow, xịn lắm các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Wow. Xe tải chở xe máy xúc này các bạn này. Ui, các bạn ơi, xịn chưa này. Wow. Toàn là xe xịn luôn. Đây là một chiếc xe máy xúc các bạn ạ. Đây, xe máy xúc này chạy bánh đa luôn các bạn ơi. Ui, rất là xịn luôn các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ để đây cho bạn xem. Wow, xịn lắm các bạn ơi. Đây mình sẽ. Wow, đây là một chiếc xe. Wow, một chiếc xe tải chở xe trộn bê tông biến hình các bạn ơi. Oh, xe trộn bê tông biến hình này. Wow, xe trộn bê tông biến hình thành siêu nhân luôn. Xe trộn bê tông đồ kéo là. Chạy tít lắm các bạn ơi. Chạy như xe đua luôn. Wow, đây là. Wow, xe đầu kéo. Đây là xe đầu kéo container biến hình thành siêu nhân đấy các bạn ạ. Rất là xịn luôn. Wow, xịn lắm mà đẹp lắm các bạn ạ. Ấy, ui, các bạn ơi, mình thích rất là thích chiếc những chiếc xe này, các bạn có thích không? Đây là xe máy xúc cát đấy. Xe máy xúc này. Wow, xe máy xúc xịn lắm các bạn ơi. Xe tải chở xe máy xúc nhá. Quá là xịn sò luôn các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc nữa các bạn ơi. Wow, một chiếc xe máy xúc rất là xịn sò luôn. Chạy tốc độ đỉnh cao luôn các bạn ơi. Wow, chạy nào, xe này chạy bánh đà các bạn ơi. Wow, nhiều xe xịn lắm này, chúng ta phải tìm được mấy cái rổ này chúng ta mới về các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây là một chiếc xe biến hình này. Đấy, xe cứu hỏa biến hình mà mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Quá là xịn sò và đẹp luôn các bạn ơi. Rất là đẹp luôn, cứu hỏa luôn. Đây là một chiếc xe máy xúc các bạn nha. Đây là xe tải này. Xe tải rất là xịn luôn các bạn ạ. Đây một chiếc xe tải. Đây, xe này là xe đầu kéo container. Wow, hai chiếc xe tải luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho vào rổ của mình nhá. Rồi, tiếp tục với các bạn ơi, cho hai chiếc xe tải này vào rổ của mình thôi nào. Rất là nhiều xe tải xịn xò luôn. Đây, xe tải, xe trộn bê tông này, xe trộn bê tông biến hình này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, quá đẹp luôn các bạn ạ. Xe trộn bê tông biến hình này, quá là xịn luôn. Đây các bạn ơi, nhiều xe xịn quá. Bây giờ mình sẽ cho tất vào cái rổ của mình nhá. Mà chúng ta sẽ tìm được rất nhiều đấy. Zin 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 pi 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 pi. Wow, các bạn ơi, bên này có nhiều xe quá, có nhiều xe tải chở xe bồn các bạn ơi, xe tải chở xe trộn bê tông. Wow, pi 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 pi. Về cái rổ mình thôi, cho vào rổ thôi nào. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ. Wow, các bạn thấy không, xe tải chở xe bồn này, xe bồn chở xăng dầu các bạn ơi. Pi pi pi. Xe đây các bạn nhìn thấy, mình quay cho bạn xem nha. Wow, xịn chưa, xe màu vàng luôn, xe tải cảnh sát luôn, chở xe bồn chở xăng dầu à, xe bồn chở xăng dầu xịn lắm các bạn ơi, xe trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi, wow, toàn xe đẹp đấy các bạn ơi,
cầu thang đi lên luôn. Xe bồn này, xe bồn chở xăng dầu, xe tải chở xe trộn bê tông màu trắng các bạn ơi. Wow, có vòi chút bê tông ra ngoài luôn các bạn ơi. Wow, xe tải chở xe trộn bê tông luôn các bạn ạ. Wow, nhiều xe xịn lắm các bạn ơi. Wow, xe bồn này, xe bồn trộn bê tông này, nhiều xe đẹp lắm các bạn ơi. Toàn là xe xịn rồi. Oh, nào đẩy đi chơi nào. Oh, đi nào. Wow, các bạn ơi, xe xịn quá các bạn ạ. Wow, xe bồn này, đi xe đua đâu các bạn ơi. Wow, xe tải chở xe trộn bê tông siêu to khổng lồ các bạn ơi. Wow, wow, các bạn này ngầu chưa nè, xịn chưa. Wow, chạy như xe đua luôn các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho vào cái sọt của mình nhá. Đây là một chiếc xe bồn đây các bạn ơi. Xe bồn chở xăng dầu nhá. Rồi mình tắt đi nào. Rồi tiếp tục luôn rồi. Các bạn ơi, wow, nhiều xe đẹp lắm các bạn ạ. Toàn là xe mới và xịn luôn các bạn ơi. Xe tải chở xe bồn trộn bê tông xịn sò màu vàng các bạn ạ. Đây, quá là xịn luôn. Sắp đầy rổ rồi các bạn ơi. Wow, xe một chiếc xe mui trần này. Một chiếc ô tô mui trần xịn lắm các bạn ơi. Pi 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 pi. Như xe đua đâu các bạn ơi, chạy như xe đua luôn. Wow, cho vào rổ thôi các bạn ơi. Ui rồi, bốc đầu luôn. Wow, bây giờ mình sẽ cho vào rổ thôi nào. Cho vào cái rổ của mình nha. Đây các bạn ơi, xe tải chở xe trộn bê tông đây. Xe tải chở xe trộn bê tông rất là xịn và đẹp luôn các bạn ơi. Bíp, bây giờ cùng mình kéo đi để nhặt tiếp nhá. Wow, tiếp tục một chiếc xe tải đây, chở xe bồn đây các bạn ơi. Xe tải chở xe bồn này xịn lắm các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Gần đầy rổ các bạn ơi, đầy rổ ôi, xe tải đây các bạn ơi. Rồi tiếp tục một chiếc xe bồn đây. Xe bồn đây các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông này. Wow, nhiều xe đẹp quá. Xe bồn này các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông xịn này các bạn này. Wow, đầy rổ các bạn ơi. Nhặt đốt chiếc xe nào lên nào các bạn ơi. Và bây giờ cùng mình cất cái rổ đi, chúng ta sẽ đi tìm chỗ xe đồ chơi khác xịn xó hơn các bạn nha. Đây các bạn ơi, mình có cái rổ mới này. Ten 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 ten. Wow các bạn ơi, xe tải chở xe trộn bê tông khủng long này. Xe tải chở. Wow, nhiều xe đẹp quá các bạn ơi. Rất là nhiều xe xịn luôn. Chúng ta cùng khám phá thôi nào các bạn ơi. Đây là xe tải chở xe bồn trộn bê tông đầu khủng long này. Xe tải chở xe tải ben này. Xe tải chở xe máy xúc này. Wow, nhiều xe xịn lắm các bạn ạ. Wow, xe tải chở xe bồn trộn bê tông xịn này các bạn này. Loại xịn này. Rất là xịn luôn. Bốc đầu luôn. Wow. Rồi, tiếp tục một chiếc xe bồn trộn bê tông đây. Xe bồn. Wow, xe tải ben này. Mình cầm lên cho bạn xem. Wow, một chiếc xe tải ben khủng long luôn. Đầu khủng long bạo chúa luôn. Wow, xịn lắm các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát đầu khủng long bạo chúa luôn này. Quá là xịn luôn các bạn ơi. Rất là đẹp luôn đấy nhá. Đây, xịn lắm các bạn ơi. Ui. Xe tải đầu khủng long. Wow, xe tải. Các bạn ơi, xe tải siêu to khổng lồ đầu khủng long bạo chúa. Xe tải ben. Wow, chở một chiếc xe tải luôn các bạn ơi. Ấy, xe tải chở một chiếc xe tải chở một con voi này các bạn ơi. Bíp bíp zin 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 zin. Ôi zin. Wow, xe tải ben này các bạn ơi, xe tải ben đầu khủng long. Bíp 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 zin 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 zin. Bíp. Wow. Xe trộn bê tông siêu to khổng lồ các bạn ơi. Xe trộn bê tông siêu to khổng lồ này. Rất là xịn luôn các bạn ạ. Quá là to luôn. Rất là xịn luôn và đẹp luôn các bạn ơi. Cuồn quay rất là tít luôn này các bạn ơi. Có hai còi này. Bíp 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 bíp. Wow, hai chiếc xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu múc cát xịn sò này, múc này. Wow, múc luôn. Đây là xe cần cẩu múc cát cảnh sát à, có hai mắt rồi này. Các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu múc cát nữa này các bạn ơi. Wow, nhiều xe đẹp lắm các bạn ạ. Múc về. Wow. Xe máy xúc nữa các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc này. Wow, bốn chiếc xe máy xúc siêu to khổng lồ luôn. Đây là một chiếc xe máy xúc nữa các bạn ơi. Wow, nhiều xe máy xúc lắm các bạn ạ. Tất cả có bốn chiếc xe máy xúc siêu to rất là bự và khổng lồ các bạn ơi. Rất là nhiều xe đồ chơi khổng lồ nhá. Xe này quá là đẹp và xịn sò luôn. Wow, mình sẽ đẩy đây nha, đẩy rồi. Rồi let's go, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, mình sẽ mang cất những chiếc xe đồ chơi này đấy nhá. Rồi, các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy hay đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất của mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của mình nha. Let's go.